Tiên tri nữ vương Bạch Long nổi tiếng nhất Myanmar dự đoán 2024, đất nước có cờ đỏ sao vàng sẽ thay đổi thế giới. Trong cuộc sống hàng ngày, khi cần giao tiếp với một người, chúng ta thường sẽ hỏi họ của bạn là gì. Nhưng thực tế ở một số quốc gia và dân tộc, chúng ta không thể hỏi như vậy. Ví dụ như người Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Iceland hay người Myanmar. Hầu hết họ không có họ. Nếu vội vàng đưa ra câu hỏi, sẽ khiến đối phương cảm thấy bối rối, thậm chí có thể không trả lời được câu hỏi của bạn. Giống như một người bình thường ở Myanmar không có họ, chỉ có tên, nhưng họ lại có một hệ thống ký ngữ rất phức tạp. Nghĩa là, trước tên của một số người đặc biệt, sẽ được thêm một từ để thể hiện sự tôn kính. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về một người đặc biệt với cái tên trang trọng. Bởi mỗi khi các quan chức từ nhiều quốc gia hay các doanh nhân hàng đầu muốn đưa ra quyết định lớn, đều sẽ hỏi ý kiến của bà ấy. Bà ấy chính là nhà tiên tri Tu Sơ Duy Uẩn. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Lời tiên đoán của Tu Sơ Duy Uẩn. Trên thực tế, tên của bà ấy là Su Duy Uẩn, còn Tu đại diện cho một người phụ nữ có địa vị cao. Trong suốt cuộc đời mình, bà đã đưa ra 7 lời tiên tri vô cùng chính xác. Và trước khi qua đời, Tu Sơ Duy Uẩn cũng để lại nhiều dự đoán về tương lai. Một số cư dân mạng phát hiện ra rằng, trong số những lời tiên tri mà bà để lại, có 5 dự đoán quan trọng liên quan đến năm 2024. Những lời tiên tri đó là gì? Và tại sao bà ấy lại có địa vị cao đến vậy? Tu Sơ Duy Uẩn, tên thật là Y Sư, là một trong những nhà chiêm tinh học nổi tiếng trong giới quan chức và doanh nhân ở Đông Nam Á. Cuộc đời của bà có thể được xem là huyền thoại. Mãi đến sau này, Tu Sơ Duy Uẩn còn được nhiều người tôn kính gọi là Nữ Bạch Long Vương. Sinh năm 1959 tại thành phố Ragun thuộc Myanmar. Từ nhỏ, bà không khác gì những em bé bình thường khác. Nhưng đến năm 8 tuổi, Y Sư lại mắc một căn bệnh quan trọng. Cho đến lúc cận kề cái chết, một vị cao tăng từ phương Đông đã đến nhà bà để xem xét tình hình. Vị cao tăng yêu cầu cha mẹ bà tìm một ít bột. Sau khi đọc kinh và lăn khối bột từ đầu đến chân, vị cao tăng nặn bột thành hình dáng tương tự như Y Sư và nói với gia đình của bà rằng: "Hãy lấy một cái chảo đồng chưa từng sử dụng rồi đặt lên lửa để nướng." Tuy nhiên vào lúc đó, trong nhà không có chảo đồng chưa từng sử dụng nên đã dùng một tượng Phật đồng có đáy rỗng để thay thế. Đến khi bột được nướng xong, bệnh của Y Sư cũng hoàn toàn chữa khỏi. Trước khi rời đi, vị cao tăng nói với gia đình Y Sư rằng bây giờ bà đã sở hữu Phật thân, có khả năng đặc biệt, nhưng tuổi thọ cũng sẽ giảm đi một nửa. Mặc dù trạng thái ban đầu của Y Sư đã trở lại, nhưng sau đó bà ấy không còn cao thêm, nói chuyện cũng trở nên không còn rõ ràng và ngón tay cũng co lại như người bị viêm khớp. Tình hình này đã khiến Y Sư không thể tiếp tục việc học, nên gia đình buộc phải cho bà nghỉ học. Tuy nhiên khi ở nhà, bà vẫn viết những dòng chữ kỳ lạ trên giấy. Ban đầu gia đình không chú ý lắm đến nội dung, nhưng một lần tình cờ, họ phát hiện ra rằng một trong những điều bà ấy viết đã xảy ra sau đó vài ngày. Cuối cùng sau khi đọc kỹ lại hết những gì Y Sư viết, họ phát hiện ra rằng đó là những lời tiên tri và dần dần những dự đoán ấy bắt đầu xảy ra. Khả năng tiên tri kỳ diệu của Y Sư đã lan rộng khắp nơi, giúp bà bắt đầu hành trình tiên tri kéo dài qua nhiều năm sau. Nhìn vẻ bề ngoài, Y Sư rất giống với người ngoài hành tinh trong bộ phim nổi tiếng E.T. The Extraterrestrial của Mỹ. Vì vậy mọi người thường gọi bà ấy là E.T. Khả năng tiên tri của bà nổi tiếng đến mức có thể thu hút sự chú ý của các quan chức quân sự và chính trị, bao gồm cả vi tướng Than Sui, cố vấn độc quyền tin cậy nhất của chính phủ quân sự. Việc tướng Than Sui luôn nghe theo ý kiến của Y Sư đã khiến bà trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, được nhiều quốc gia châu Á coi trọng, bao gồm cả các đại sứ quán và quan chức cấp cao. Ngoài giới chính trị châu Á, Y Sư còn được biết đến rộng rãi trong giới kinh doanh ở Singapore, Malaysia và Indonesia. Nhiều doanh nhân nổi tiếng đã tìm đến bà và nhìn vị thế của mình vào thời điểm đó. Bà đã chính thức đổi tên thành Su Duy Uẩn cùng với họ Tu cao quý. Những nhân vật quan trọng cấp quốc gia tìm đến Tu Sơ Duy Uẩn thường không tiết lộ thân thế nhằm mục đích hạn chế người biết đến danh tính của họ.
thậm chí là giá trị tài sản thực sự của họ cũng được giữ kín. Vì thế, cái tên Nữ Bạch Long Vương của Tu Sơ Suy Vân cũng ít người biết đến. Cái tên này thực tế xuất phát từ một truyền thuyết của Trung Quốc, kể về một người đàn ông ở Tần Quốc tên là Bạch Long Vương, với khả năng chỉ dẫn người khác và sự thông tuệ của mình. Sau khi gặp Tu Sơ Suy Vân và thành tâm cầu nguyện, bà sẽ tiết lộ quá khứ, tương lai hay thậm chí có thể giúp một người đón may tránh rủi. Nhiều anh chị lớn trong làng giải trí Hồng Kông sau khi nhận được sự chỉ dẫn của bà đã thực sự thay đổi được con đường sự nghiệp của mình. Ngoài ra, trước khi cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra từ chức, ông đã tìm đến Tu Sơ Suy Vân để nhờ bà giúp đỡ mình thoát khỏi nguy hiểm trong cuộc đảo chính. Nhờ nghe theo lời khuyên của bà mà thủ tướng đã tránh được việc bị bắt giữ. Từ đó danh tiếng của bà trở nên vang dội trên toàn thế giới. Có thể nói rằng khả năng của bà không hề thua kém Bạch Long Vương của Thái Lan. Cả cuộc đời đóng góp rất nhiều cho đất nước Myanmar. Vào tháng 9 năm 2017, Tu Sơ Suy Vân đã qua đời ở tuổi 58. Người thân cho biết bà không mất vì bệnh tật mà là qua đời khi đang ngủ. Trước khi ra đi, Tu Sơ Suy Vân cũng đã kịp để lại nhiều dự đoán về tương lai. Trong đó có 5 dự đoán liên quan đến năm 2024. Vậy Tu Sơ Suy Vân đã dự đoán điều gì? Lời tiên tri năm 2024. Đầu tiên bà đã nói về một con rồng xanh khổng lồ từ phương Đông sẽ phun ra ngọn lửa màu đỏ cổ nộ. Ngọn lửa sẽ đốt cháy tất cả những thứ dơ bẩn nơi bà đang sống. Sự hỗn loạn sẽ không còn tồn tại. Hòa bình và ổn định sẽ đến cùng một người không cầm súng sẽ quản lý vùng đất này. Thứ hai là người đạt được ngai vàng sẽ chết ở đời thứ 9. Ngọn lửa chiến tranh bùng lên khiến những ngôi đền vàng sẽ tan chảy trong khói lửa. Chiếc vương miện rơi xuống và sẽ không còn được nâng lên nữa. Thứ ba là tiên đoán, các quốc gia cờ đỏ sao vàng sẽ có sự thay đổi lớn, bắt đầu chạm vào chiếc vương trượng mang quyền lực tối cao. Một sự trỗi dậy kỳ lạ sẽ tái hiện lại khung cảnh trước đó. Một đất nước sẽ trở thành viên ngọc quý, thu hút sự chú ý. Điều này không chỉ nói về những cường quốc mà tất cả những quốc gia này đều sẽ phát triển mạnh theo tiềm lực vốn có của dân tộc. Thứ tư là sự hỗn loạn lớn chưa từng có sẽ đến. Tình hình ngày càng trầm trọng hơn sau sự ra đi của ba người nhất. Các tàu chiến trên biển sẽ chật kín như đàn cá và còn phun lửa vào nhau. Một liên minh mới sẽ được thành lập. Cuối cùng, Tu Sơ Suy Vân nói rằng người da trắng sẽ không còn cao quý nữa. Những người da vàng sẽ trở lại vị trí vốn dĩ mà họ nên thuộc về. Trong thời kỳ hỗn loạn với nhiều lời dự đoán từ các nhà tiên tri, Tâm Linh Cuộc Sống hy vọng rằng các bạn có thể giữ vững lòng tin đối với cuộc sống. Tất cả các nhà tiên tri nổi tiếng trong lịch sử đều khởi đầu bằng việc tung một tin đồn thất thiệt. Sự khác nhau chỉ là tin đồn đó có thành sự thật hay không thôi. Dù quốc gia nào đang trỗi dậy thì sự ủng hộ của nhân dân mới chính là điều quan trọng nhất, quyết định sự duy trì ổn định vững mạnh. Những lời tiên đoán của bà Tu Sơ Suy Vân vô cùng ngắn gọn và cũng chưa có bất kỳ lời giải thích hay phân tích nào về vấn đề này. Hãy cùng để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận về vấn đề này để Tâm Linh Cuộc Sống được biết nhé. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.